mình là Miên. Mình là Hưng. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem chi tiết tất cả các cuộc cửa. Hi, excuse me. I'm looking for a door for my office. Can you recommend me the best one? Sure. Yeah. I'm Min. Yeah. Nice thank to meet you. Nice to meet you. That's okay. Good. So, come with us. Okay. Yeah. Đây, đây là mẫu cửa nhựa đây nói. Yeah. It's a plastic door. It's from Taiwan. Okay, the Taiwanese it's door. It's called plastic door Taiwan. À, cái ổ cửa này á, thì mình có thể là thay đổi những cái khung kính hoặc là những cái tấm pano như thế này. So okay. For the door that you can change like your optional, then you can change the mirror here. Okay. We have many style of the mirror, you can see, right? Beautiful, and beautiful. This one I see. Here. Yeah. Mà mình change là mình thay đổi cái gì? Mình có thể thay đổi á, nó có thể thành lá sắt như thế này. Mình có thể thành lá sắt như thế này hoặc okay. là những thành những cái ô ngắn hoặc là tấm kính khác. So this the option is like you can change this one to this one. Okay, so you can switch. You can switch easy yeah. like that's great. Yeah, nice. That's very nice. Wow. Mà cái này á thì mình nó là chủ yếu là kiểu cho nó khác thôi. Cái này á nó cũng là một cái phần trang trí. Và cũng có thể là dùng để mình rời nó một xíu để cho nó dễ hấp hơi trong những cái mùa hơi nóng. It's not least this door, it's just the design for it look more, a little bit different. I like different. How it looks like, it's pretty interesting. You can replace it with a mirror, right? And then this one can help that can brush the air. So oh, that's one great. Is suitable for restroom door. Great. Okay. But I need one for the office. I don't need one for the restroom. yeah. Can you show me something else for the office, please? Yeah. Thank you. Okay. Đây là dòng cửa ABS Hàn Quốc. Okay. It's yeah. called plastic ABS nice. Korean. Korean. Okay. Yeah. That's good. Okay. So what's special about cái này đặc biệt cái gì nào? I feel the wood is pretty. Cái này đặc biệt ở material. Cái việc đó là nó dập cái panel như thế này có thể làm giả được các vân gỗ. Okay. Yeah. Và cửa phòng rất là chắc chắn để và chống nước rồi kể cả cách âm cho mình luôn. Bên trong mình có thể là có ron. Yeah. Ở trong là có ron. Từ từ có ron cửa. Yeah. I see. The special one of this one that is waterproof. Waterproof. And defense of noise. Okay. Yeah. So noise canceling. Okay. Yeah. No rain, no noise. That's yeah. what I need. That's yeah. perfect. Okay, that's great. I like the wood. The quality is pretty good, yeah. and the color is amazing. Yeah. Nice. Okay. Something else? Yeah. Please show me something else. Yeah. Cái này cũng là một cái mẫu cửa với một dạng khác, có nghĩa là một cái kiểu cách khác. So it's the same model, but okay. just a different style of design. Is it the same material? Yeah, same material. Chất liệu thì cái design khác nhau thôi. Đúng rồi. Yeah. Nó có rất là nhiều cái mẫu mã khác nhau và màu sắc mình có thể chọn rất là nhiều luôn. Anh nếu mà khách hàng muốn đặt đó thì mình có. Có. Yeah. So when you can choose that which one is your favorite. Yeah. And then yeah, we have a catalog here. Nice. And you can see for the model. Nice. Yeah, and everything your requirement we can do nice. On the best way. Amazing. Yeah. This is amazing. Wow. Do you have these doors in the catalog? Yeah, do you have these doors? Everything that you have in the shop, do you have it in your book? Trong này có cái hình của đó. À, của cái cửa này hả? Đây. Okay. Mẫu cửa đó thì nó có rất là nhiều loại, nó có rất là nhiều loại. This one in here. Yeah, this yeah, one. Right. Nice. Same, right? Yes. Okay. Wow. Okay, you're not lying. I'm just checking that these doors are real. Yeah. Okay. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem cái khác nha ha. Yeah. More? Okay, yeah. Please show me more. Dòng này cũng là dòng ABS Hàn Quốc. Dòng giống như mà bạn nói. Oh, I saw that. Yeah, this one. This one. Good. Yeah. Nice. So the line of this, you really... Được sống. Yeah. And see,
It goes way down inside. So good. Yeah, I do like the soundproof and the waterproof option. It's so really good. So, từ cái cửa nãy giờ anh show cho bạn đó là chống nước. Đúng rồi. So from the first to here, yeah. every door is from here. It's like waterproof. Okay, yeah. Everything. Mm. Yeah. And extra that one. Like noise cancelling. Mm, perfect. Strong? Strong. Okay. Strong. Can I feel it? And this is wood. Oh yeah, it's pretty strong. Wow. And you talk about the pan outside, like the color. Mm-hmm. And maybe I can show example a little bit. So please listen. Mm-hmm. Show me more. Oh, this is some heavy duty. Everything we have to think about. Something that might happen. Mm. Security. Amenity at the door. That we have here three side of the door. Like, can handle the timer. You know, like we have three sides. Like 60 minute, 60 minute, 90 minute, and 100 minute. Okay. In that case, that you can find a way to. Mm. Yeah. Wow, that's pretty comfortable. Nice, convenient. Okay, great. Yeah. Everything, all the doors are like Korean, right? So, Korean, USA. Okay, okay, good, good. Cái này là cũng dòng cửa HDF nhưng mà cái này là dòng mẫu veneer. Thì cái mặt gỗ bên ngoài đây này thì là vân gỗ lạng, có nghĩa là cái vân gỗ nó sẽ y chang như cái vân gỗ thật của giống như mình giả vậy. Cái này là của danh mục các danh mục lớn trên thế giới, giống như màu của màu sồi, màu xoan hoặc là màu của các loại khác nữa nhiều. So the name of this one is a little bit different. This one is like HDF veneer. And nó là cái gì nó khác cái này. Nó khác á là cái cửa HDF bình thường nó sẽ phủ lên một cái lớp bên ngoài là lớp da veneer. Đó, thì cái lớp da veneer này nó bảo quản cái cửa nó rất là tốt và nó làm đẹp cái cửa lên. So we cover the veneer. Veneer. And then just make it, nó làm cho cái cửa nó đẹp. Yeah, okay, that's great. What about the locks? Is it? Có khóa này á, thì sẽ có là ba loại. Đó. You can feel, you know it, right? We have the square, the lights, like this. Yeah. Muốn chọn cái nào, cửa nào ví dụ. Yeah. If you like the lock. Okay, you know, I can change it. Oh, beautiful. That's great. Mm-hmm. That's what I need. Các màu khác của nó. Đây là dòng NDS.
Yeah. Cái này là dòng cửa gỗ công nghiệp em bé. Dạ. Giống như hồi nãy anh hỏi khóa thì bên kia cái cửa bên kia cũng có thể lắp khóa này. Dạ. Dạ. Em lắp được hết. Dòng này á thì bên em là có chạy chỉ rồi. Chạy chỉ đây là chỉ phào, thành thử ra là chỉ này thì có là chỉ sơn hoặc là chỉ bằng inox. Dạ. Inox. Cái này là sơn. Cái này là sơn, còn cái kia là inox. Oh yeah. Còn okay. Lại nữa là inox. Okay. Yeah. That's very interesting. What else can you show me? Mình còn lại chỗ nào nữa không anh? Rồi mình còn lại cửa. Cái này là một mẫu thêm nữa đi nha. Đây là một mẫu, đây là cửa melamin. Okay. Đó, so cửa melamin này là cũng rất là đẹp. Is it real wood? Gỗ. Yeah, it's real. Wow, it's wow. It's so good. And is there cover melamine? And the cái melamine đó chủ yếu là làm gì ạ? À, cái melamine đó là phủ này là chống gọi là tẩy xước, giống nó là một cái kiểu hiện đại bây giờ người ta ưa chuộng, nhất là về chống ẩm cũng được, rồi chống tẩy xước, rồi làm cho nó đứng hơn, nó thẳng hơn rất là nhiều. So extra for this one, you cannot easy to make it the lie or something. So all right. Then it's waterproof and it's nice. It is nice. It doesn't have a handle though. Wait. No, just. Cái đó là cửa you hôn. Want, I can do it. What about the price? How much are those doors? Yeah. Sorry. I need to know that first. Yeah. Cái dòng cửa gỗ MDF melamine này thì nó có khoảng giá là khoảng một bộ nó khoảng từ 4 triệu. Một bộ là hết một bộ của nó là total for everything là nó là mấy cái này đúng không anh? Cái đúng rồi. Là... Nó là cái bộ khung. Yeah. Okay. Có bộ khung, khung, cánh và nẹp. Yeah. Everything you can see from here, yep. Total like 4 million. For one door. For one. Okay, for million. Yes. Số lượng bao nhiêu? So if you, I just say if you got a big require the door. Maybe 4 doors or 5 or maybe 10. Yeah, then we can discount or maybe something. Okay. Yeah. Like client. A little discount, the friendly one. Okay, that's gonna be. Thì về phần báo giá chi tiết về các những cái giá của cửa như thế này thì em sẽ gửi riêng cho đến anh sau. Later when we finish the showing part, and then he will send you the detail of the price of each door and everything perfectly in detail. Great, that's what I need. Thank you. Thank you so much. Rồi, cái cửa bên này thì nó cũng là dòng melamine luôn. Nó là trong tất cả các mẫu của melamine. Yeah. It's nice, huh? It is. It is really nice. I like the stripes. Two white stripes. Yeah, I like Pretty cool. Maybe somebody's inside. Locked in here. Rồi, bây giờ mình qua cái dòng cửa đó. Cái dòng cửa đó là dòng cửa sử dụng. Show me the best doors you have. I need the best. Tại sao gọi là Sung Chương vậy? À, cái Sung Chương đây là một cái tên viết tắt của là cửa gỗ nhựa gỗ Kamosai. Dạ. Yeah. Thì dạ. Yeah. Nó có nhiều chủng loại khác nhau. Dạ. Yeah. Just a name. Just a name of make it special. Yeah. Tại sao cái này thì anh nói đó là cái anh cảm thấy nó là tốt. Em thấy cái em cũng thấy được cái thiết kế với lại cái chất liệu của nó. Thì cái cửa sinh chung này á thì cái loại chất liệu của nó là hỗn hợp giữa nhựa gỗ và những cái thanh cố định. Thì cái dòng này á thì chống ồn rất là tốt và chống nước, không bao giờ bị hư hỏng do quá trình nước và thời tiết, chịu ảnh hưởng của thời tiết rất là ít. Okay. Yeah. Okay. So this one is the of course waterproof, right? Nước. Yeah, yes, waterproof.
And this is the best one because it's not can suffer the temper if changing certain or anything. Great. High quality. It's really thick. Uh-huh. It's thick from here. And it is. Yeah. Uh-huh. And it's from wood and plastic. And they have some... Wood plastic. Yeah. Okay. Interesting. How many color options do you have for this one? Cái cửa này á thì nó có thập giá đối với cái dòng màu màu tổng cộng đó là nó có cái bản màu của nó đây màu. Oh, I see. Đây là bản màu của nó. Yeah. Good. One, two, three, four. This one is kind of this. Yeah. Yeah. Mm. Và bản màu này thì mình có thể tự lựa chọn theo cái phong thủy của mình thích. So you can choose. You can choose nice. And then you can try which one color you like. Great. Even design, anh có thể đem mình cũng có thể thấy mình cũng có design được những cái đúng cửa rồi. Đầu tiên á. You remember the first door I show you? Yeah. And that one, you can change here the mirror and here to brush the air out. Okay. Nice. Yeah. Cái dòng khóa này khóa này thì mình sử dụng khóa bằng wood. Okay, so it's 100% safe. I want to close the door. Anh Toàn, anh Toàn không? Có. Hoặc là mình có thể sử dụng theo cái khóa như thế này. And then maybe you can choose khóa này. Different this type or Khóa này có thể okay, là I see. Right in the handle. Two level of locking. Great. See, right? So just one, two. They have one lock. And then you can see it here. Yes. Right. Great. For me, I like the me too. Nobody likes the hard locks, right? Cái này á. Cái này á. Okay. Dặn lên. Dặn lên một cái là mình sẽ có mở được. Còn bật ra, mình mở được. Double lock is better. Okay, now I see the difference. Okay. So the color. Thì 6 mẫu như thế này. We have 6 model of door and then I show you from the first. Yeah. And tell me what you would like to order. That's very interesting. You have a very high range of doors. Yes. Those one are pretty fancy, but I don't say they are for the office. I do really like this one, high quality. Right? Yeah, that's awesome. For the lock, yeah, thanks for putting my attention for this lock because it can be 50-50 like safe. Yeah. But this one would be so much better. Yeah, cái khóa này thích nhất. Đó, với lại cái cửa chất liệu này em cũng thích nữa tại vì nó có rất nhiều cái là nó khác vì nó cái thiết kế đẹp mà nó chống ồn. Rồi nó lại chịu nhiệt. Giống như là what if we make a circle, just walk? One walk, okay? Nice. So you say from this door, that door is same material. Okay. Cùng chất liệu. Yeah. Đó. Cái này là cái màu nó khác. Yeah, just khác mà thôi. Bên trong của cửa này thì luôn luôn cũng đều có ron hết toàn bộ. Có ron chống vào và chống ồn. Door frame. Frame. Yeah, I guess so. I think this part is noise cancelling. Yeah, it kind of blocks all the holes. And waterproof. Great. But for me for a tower or like here something we need the door like this to noise cancelling.
Yeah. Yes, and some neighbors really. All the time, not sometimes. Okay. Còn vậy thì ông thường á là hả, mình nó ở mấy cái tòa nhà lớn á. Tòa nhà lớn thì lớn là mình ở ví dụ chung cư rồi đó anh. Thì em nghĩ là nên xài cái cửa nào mà chống ồn. Đúng rồi. Cái dòng mà nếu như mà mình ở những cái căn phòng như vậy á thì mình nên sử dụng cái dòng sun vu này, bởi vì cái cánh cửa của nó là nó rất là tốt. Dạ. Cái thứ hai là nó chống được những cái việc mà ồn hoặc là va đập. Rồi về việc sử dụng lâu dài thì màu của nó sơn và nó không có bị phai màu cả. Yeah, and we say that it's really good for people who deal with the building like tower or office to get sun vu door, because it's noise canceling is the best. Wow, yeah. Nice. And then, and maybe it construction around you. Yeah, sometimes the road is really, really noisy with the bike. But when you close the door, and it's silence. Yeah, exactly. Yeah. Khi mà xe cổ mà không nghe được. Với lại công trình này kia, mà người ta làm việc đó, mà mình muốn thấy thì cần đóng cái cửa lại thôi. Thì đúng rồi. Yên tĩnh. Yeah. Cái này thì các cánh cửa này là của dòng ABS Hàn Quốc. ABS Korea. Wow. Cũng như bên này thôi. KOS, this company, right? Cái đó là cái biên hiệu của ABS Hàn Quốc. This is the logo. Okay. Korean OS. Hey, for the waterproof, it's also great. You know? Yeah. We especially in the rainy season, you know. Yeah. Nói mấy cái mà chức năng mà nó chống nước thì rất là tốt, tại vì giờ ở Việt Nam mình nó hay mưa, với lại toilet thì không thể nào mình tránh được cái việc mình nước va chạm vô được hết. Thì những cái mà nó chống được nước thì ok, nó sẽ giữ cho cái cửa của bạn bền hơn với bạn một chút không? Đó. Chứ mà và cái cửa này á là cửa thường thường mình sẽ dùng trong nhà vệ sinh restroom. So how much bao nhiêu? Cái bộ này á thường là 2.7 triệu. 2.7 triệu. Yeah. $2,700. Okay. It's not just the door. Yeah, the restroom. It's door. Everything. It's twice cheaper than that door. Yeah, of course. Okay. And sun vu thì bao nhiêu anh? Sun vu thì nó có khoảng giá là 4 triệu, 4 triệu 1 và 4 triệu 2. Cái dòng cửa mà anh ấy đang chọn á là dòng cửa đó là dòng cửa sun vu luxury. Đó là dòng cửa tốt nhất. Là nó 4 triệu 2. 4 triệu 2 là mắc nhất rồi, là đúng tốt rồi. Nhất. Tốt nhất rồi. 4 triệu 1, 4 triệu 2 tùy anh. 4 triệu 1 và 4 triệu 2. Also, we dòng. Have sun vu door, the one that you like it. It's the price is 4.1, 4.2, 4.3. Okay. For one door. Okay. Meaning, yeah. Do you have delivery? Okay. Just require, and then you make for your order, and then we deliver it right to your office. And then we install. Okay. Do you do like the actual installation? Do you also can put the door in my office? Yeah. Build it inside. Yeah. Okay, yeah. That's we great. Do, so I don't have to find anybody else. No. Great. No. Great. Okay. That's great. Yeah, you didn't tell me about those. What about those? They have nothing. Cái này là sample. Okay. Sun vu của mình thì những cái hình ảnh sản phẩm này là trưng bày mới. Cái dòng này thì mình có thể sử dụng cũng tương tự giống như cái dòng mình đang chọn. Similar to yours.
So. Nice. Cái này nó giả gỗ. What can I ask about the doors? How long does it take to make a door? How much time? 7 days. 7 days? 7 days. 1 week. Yeah. Okay, perfect. So if I choose the color, I choose the design, and I choose the lockpick. Yeah. 7 days. Yeah. Seven days to design. Okay, that's perfect. Trong dòng đặt hàng thì trong cái ngày đặt hàng thì có cái lúc mà khách hàng có thể nhận được hàng là 7 ngày. Yeah. So this is the showroom in Digi 7 that you visit, yeah. And if you would love to, that I can show you more because we got the big project. Oh, that would be great. Digi 7, and if you have time, just visit, and then I will show you more, and then you can decide it. Perfect. I would love to visit it. Đây là một cái chi nhánh ở quận 9 của mình, địa chỉ là 6 Trần Hợp. Thủ phố Long Bay, quận 9. Thì mình bên mình vẫn còn một rất nhiều showroom khác cũng như là trụ sở khác, thì mình cũng muốn sẽ dẫn anh khách hàng này đi để tham quan thêm nhiều, để cho anh có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Thì anh có cái gì cho mình? It's really nice when you come and see our of course. So here's the address and the name card. I can give it and just call me, and then I will make an appointment. We will meet tomorrow. Family door. Saigon door. I think it's Saigon. Saigon door. Yeah. Okay, good. Thank you so just much. Just call me and then I make appointment. I will. I will. Okay. You have a musical shop. Yeah. Thank you so much for your information. Thank you. I will definitely buy some doors in here. Yeah. Nói là chắc chắn anh sẽ mua chỗ ở đây rồi đó. Yeah. Mm-hmm. Thank you. Okay. All right. We'd love to see you. Mm-hmm. Bye-bye. Nãy giờ mình với bạn My có giới thiệu cho khách hàng và các bạn xem chi tiết các buộc cửa ở Sài Gòn Đo. Thì nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng hoặc là tìm hiểu về các sản phẩm cửa ở Sài Gòn Đo thì liên hệ trực tiếp với số hotline hoặc là lên trang web cửa gỗ Sài Gòn Đo để tham khảo, hoặc đến trực tiếp tại các showroom để mình được tham quan trực tiếp và được báo giá tốt nhất. Yeah. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem qua video clip này và hẹn gặp lại các bạn tại một thời gian gần nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Sài Gòn Đo vinh dự đồng hành cùng bạn, mang đến những sản phẩm hoàn hảo cho từng căn nhà, từng dự án. Sài Gòn Đo, nâng cao giá trị cuộc sống.